Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 27, chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm, để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm. Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai. Sự căm gan vốn hung dữ và cơn giận như nước tràn ra, nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét. Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu, dấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy. Kẻ no nê, dày đạp tàn mật dưới chân mình, song điều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khác. Kẻ lưu lạc, xa cách nơi ở của mình giống như chim bay đi đó khỏi ổ nó vậy dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu giường ấy chớ lìa bạn mình hay là bạn của cha mình trong ngày hoạn nạn chớ đi đến nhà anh em mình một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa hỡi con khá khôn ngoan và làm vui lòng cha để cha có thể đáp lại cùng kẻ nào sỉ nhục cha người khôn khéo thấy trước sự tai hại bèn lo ẩn núp mình còn kẻ ngu muội cứ đi qua và phải mang lấy tai vạ hãy lấy áo của người vì người đã bảo lãnh cho kẻ lạ khá buộc người một của cầm vì người đã đáp thế cho người dâm phụ kẻ nào chổi dậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bạn hữu mình. Người ta sẽ kể điều đó là sự rủa xả. Một máng xối dột luôn luôn trong ngày mưa lớn và một người đàn bà hay tranh cạnh. Cả hai đều y như nhau. Ai muốn ngăn giữ nàng khác nào ngăn giữ gió và như tay hữu cầm lấy dầu vậy. Sắc, mài nhọn sắc. Cũng vậy, người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt dọi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Con mắt loài người chẳng hề chán, cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy. Lò thử bạc, giót thử vàng, còn sự khen ngợi thử loài người. Dầu con dùng chày giả mà giả kẻ ngu dại trong cối chung lộn với gạo, thì sự điên dại nó cũng không lìa khỏi nó. Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con và lo săn sắc các đoàn bò của con. Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao? Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra, và người ta thâu nhập rau cỏ núi. Lông chiên con dùng làm áo sống cho con, giá dê đực dùng mua đồng ruộng. Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, cho người nhà con và đặng nuôi lấy các con đòi của con. Chương 3 Năm thứ 15 đời César Tiberio khi Bôn Sơ Lát làm quan tổng đốc xứ Yudê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee. Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Traconit. Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene. Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm. Thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho dân con Sachari ở nơi đồng vắng. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô Đanh, giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách Đấng Tiên Tri Ê Sai rằng, có tiếng kêu la trong đồng vắng. Hãy dọn đường Chúa ban bằng các nẻo ngài. Mọi nơi sủng thấp sẽ lấp cho đầy. Các núi các gò thì bị hạ xuống. Đường quanh quẹo thì làm cho ngay. Đường gập ghềnh thì làm cho bằng. Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Vậy, dân nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép bắp tim rằng. Hỡi dòng dõi rắn lục. Ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự an năn và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cây búa đã để kề gốc cây. Hãy cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi gian rằng, rằng, Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng, ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy cũng có những người thu thuế đến để chịu phép bắp têm. họ hỏi rằng thưa thầy chúng tôi phải làm gì người nói rằng đừng đòi chi ngoài số luật định quân lính cũng hỏi rằng còn chúng tôi phải làm gì người nói rằng đừng hà hiếp đừng phỉnh gạt ai hết nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình bởi dân chúng vẫn trông đợi và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu dân phải là đấng Christ chăng. Nên dân cất tiếng nói cùng mọi người rằng, phần ta làm phép bắp tim cho các ngươi bằng nước. Sống có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến. Ta không đáng mở dây dài ngài. Chính ngài sẽ làm phép bắp tim cho các ngươi bằng đức thánh linh và bằng lửa. Tay ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và thâu lúa mì vào kho nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi dân giao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod, vua chư hầu, đã bị dân can gián về việc Herodia vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa, là bắt dân bỏ tù. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép bắp tim, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép bắp tim. Ngài đứng cầu nguyện thì trời mở ra. Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng, Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình, thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin thì Ngài là con Joseph, Joseph con Heli, Heli con Mát Tác, Mát Tác con Levi, Levi con Menchi, Menchi con Yane, Yane con Yosef, Yosef con Matathia, Matathia con Amos, Amos con Nahum, Nahum con Ekli, Ekli con Nagi, Nagi con Maác, Maác con Matathia, Matathia con Semein, Semein con Yosef, Yosef con Yoda, Yoda con Yoanan, Yoanan con Resa, Resa con Sorobaben, Sorobaben con Salathien, Salathien con Neri, Neri con minchi, minchi con Adi, Adi con Kosam, Kosam con Enmadang, Enmadang con Ere, Ere con Yesu, Yesu con Eliashe, Eliashe con Yorim, Yorim con Matthak, Matthak con Levi, Levi con Simeon, simeon con yuda yuda con joseph joseph con yonam yonam con eliakim eliakim con melea melea con mena mena con matatha matatha con nathan nathan con david david con Yese. Yese con Yobet, Yobet con boo boo con sala sala con Na Naasson, Naasson con aminadab Aminadab con Admin, Admin con Aroni, Aroni con Ekrom, Ekrom con Phare, Phare con Judah, Judah con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, Abraham con Thare, Thare con Nako, Nako con Serup, Serup con Ragao, Ragao con Phalek, Phalek con Hebe, Hebe con Sala, Sala con Kainam. Cai Nam con A Bác Sát, Bác con Sem, Sem con Noe, Noe con Lamech, Lamech con Matusela, Matusela con Henoc, Henoc con Yared, Yared con Meleleen, Meleleen con Cai Nam, Cai Nam con Enoc, Enoc con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Chương 33 Nhưng vậy, hỡi Job, xin hãy nghe diễn thuyết tôi khá lắng tai nghe các lời nói tôi kìa tôi đã mở miệng ra lưỡi tôi nói trong họng tôi các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chính trực của lòng tôi điều tôi biết lưỡi tôi sẽ nói cách thành thật thần đức chúa trời đã sáng tạo tôi hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống nếu đáp được hãy đáp lại cho tôi hãy đứng dậy bày ra lời của ông tại trước mặt tôi hãy xem đối cùng đức chúa trời tôi với ông có khác chi tôi cũng bởi đất buồn mà ra sự oai nghi tôi nào sẽ làm cho ông kinh khiếp và quyền thế tôi sẽ chẳng đè ép ông quả ông có nói đến tai tôi tôi đã nghe tiếng lời của ông nói rằng tôi trong sạch không có vi phạm tôi vô tội và trong lòng tôi chẳng có gian ác gì dầu vậy đức chúa trời tìm dịp đối địch tôi cầm tôi như kẻ thù nghịch ngài ngài riết chân tôi vào cùng và coi chừng đường lối tôi này tôi muốn đáp với ông rằng trong các lời ấy ông nói vô lý vì đức chúa trời là lớn hơn loài người nhân sao ông tranh luận với ngài ngài không bày giải điều nào ngài làm vì đức chúa trời phán một lần hoặc hai lần nhưng người ta không để ý đến Ngài phán trong chim bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình. Bây giờ, Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo hứng mà Ngài dạy cho họ, hầu cho chở loài người khỏi điều họ toan làm và giấu họ tính kiêu ngạo, cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt và mạng sống khỏi bị gươm giết. Loài người nằm trên giường mình, bị đau đớn sửa phạt và xương cốt người hằng tranh chạm nhau mãi mãi. Miệng người bạn lấy làm gớm ghét vật thực và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị. Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa và xương người mà trước chẳng thấy được bèn bị lộ ra. Linh hồn người đến gần cái hầm và sự sống người xích lại kẻ giết. Nếu trong một ngàn thiên sứ có một thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người. Ác Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng, hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm. Ta đã tìm đặng giá cứu chuột rồi. Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu. Người trở lại ngày đang thì. Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bèn đói thương người, khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài và Ngài trả lại sự công bình cho người. Đoạn người đó sẽ hát trước mặt loài người mà rằng Tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng. song chẳng có ích gì cho tôi. Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi xa xuống hầm và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng. Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người đến hai lần hoặc ba lần đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho. Hỡi giót, Hãy chăm chỉ nghe tôi, khá làm thinh thì tôi sẽ nói. Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy đáp lại tôi, khá nói, vì tôi muốn xưng ông là công bình. Bằng chẳng hãy nghe tôi, hãy làm thinh thì tôi sẽ dạy cho ông sự khôn ngoan. Chương 34. Elihu lại cất tiếng mà nói rằng: Hỡi các người khôn ngoan, hãy nghe những lời nói tôi, ớ kẻ thông sáng, hãy lắng tai nghe tôi. Vì lỗ tai thử những lời nói như ổ gà nếm lấy đồ ăn. Chúng ta hãy chọn cho mình điều phải, chung nhau nhìn biết việc tốt lành. Vì Gióp có nói rằng, tôi vốn là công bình, nhưng Đức Chúa Trời đã cất sự lý đoán tôi. Tuy tôi ngay thẳng, người ta cho tôi là kẻ nói dối. Dẫu tôi không phạm tội, thương tích tôi không chữa lành được ai là người giống như giót người uống lời nhạo báng như thể nước người kết bạn với kẻ làm hung nghiệt và đồng đi với người gian ác vì người có nói rằng chẳng ít lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi đức chúa trời vì vậy hỡi người thông sáng hãy nghe tôi đức chúa trời chẳng hề hành ác đấng toàn năng không bao giờ làm hung nghiệt ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh mình quả thật đức chúa trời không làm ác đấng toàn năng chẳng trái phép công bình ai giao cho ngài trách nhiệm coi sóc trái đất ai đặt ngài cai trị toàn thế gian nếu ngài chỉ lo tưởng đến chính mình ngài thâu lại về mình thần linh và hơi thở của ngài thì các loài xác thịt chắc chết chung nhau hết và loài người trở vào bụi đất nếu ông có sự thông sáng hãy nghe điều này khá lắng tai nghe tiếng lời nói của tôi chớ thì người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao ông há dám lên án cho đấng công bình cao cả ư há có nên nói với vua rằng đồ xấu xa nè hay là nói với người tước vị rằng kẻ ác nghiệp mày phương chi đấng chẳng tư vị những vương tử chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo bởi chúng hết thảy là công việc của tay ngài. Trong giây phút giữa ban đêm, chúng đều chết, bá tánh siêu tó và qua mất đi. Các kẻ cường quyền bị cất đi không phải bởi tay loài người, vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, ngài nom các bước họ. Chẳng có tối tăm mù mịt nào cho kẻ làm ác ẩn núp mình được khi đức chúa trời phán xét loài người thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt ngài hai lần đặng tra xét ngài phá hủy kẻ cường quyền không cần tra soát rồi lập kẻ khác thế vào cho bởi vì chúa biết các công việc chúng đánh đổ chúng ban đêm và chúng bị diệt đi chúa hành hại họ như người ác có mắt kẻ khác xem thấy bởi vì chúng có xây bỏ theo chúa không kể đến các đường lối ngài chúng làm cho tiếng kẻ nghèo thấu đến chúa và chúa nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian truân khi ngài ban cho bình an ai sẽ làm cho rối loạn khi ngài ẩn mắt mình ai có thể thấy ngài ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào hoặc cho người nào hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị và không ai gài bẫy cho dân sự vì có người nào bao giờ nói với Đức Chúa Trời rằng tôi đã mang chịu sửa phạt tôi, tôi sẽ không làm ác nữa, điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi. Nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa. Đức Chúa Trời, há cứ theo ý tưởng ông mà báo ứng ông sao? Vì ông có bỏ sự báo ứng của Chúa, nên ông phải chọn lựa lấy chứ chẳng phải tôi. Vậy nên, điều ông biết, hãy nói đi những người thông sáng và mỗi người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói với tôi rằng gióp nói cách không hiểu biết và lời của người thiếu sự thông sáng tôi nguyện cho gióp bị thử thách đến cùng bởi vì người có đáp lời như kẻ ác người có thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình vỗ tay mình tại giữa chúng tôi và càng thêm lời nói nghịch đức chúa trời cảm ơn chúa lời của ngài bày tỏ cho con thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy đầy rẫy con chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhị nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngài con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh chúa Giêsu Christ Amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tiết Nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều